dụ nhân viên của chúng ta họ chỉ quan tâm đó là gì, trưa nay ăn gì, tối nay có tăng ca không. Nếu mà chúng ta mang một mục tiêu ngày hôm nay học đây về và là mục tiêu tháng này chúng ta 200 triệu 300 triệu, ví dụ như Cầm đã có người trải qua rất nhiều các cung bậc cảm xúc khi mà mình làm sai cái vai trò ở đây, thì Cầm chia sẻ cho anh chị để vào bài học không lại muộn mất. Thứ nhất đó là Cầm nghĩ là chỉ dành cho những người mà sao ạ, người đầu tư, người chủ thôi, chủ spa mà chỉ thích ở một chỗ yên tĩnh hoặc là đi du lịch thì ở đây chỉ ăn ngồi nghỉ thôi, thì chị ra đi học ở đâu cũng được, chỉ ăn ngồi nghỉ. Còn tầng thứ hai đó là tầng nói thì chị phải tìm một đứa gì ạ, có phải khả năng nói, chỉ nó đam mê nói gì ạ, nó không cần phải giỏi quá là nhiều, nhưng mà nó phải có khả năng nói và nó phải có cảm xúc. Thì cái tầng 2 là tầng nói trong spa thì sẽ đảm nhiệm đó là vị trí về quản lý đấy, tầng ý. Tầng thứ ba đây là gì ạ, đó là tầng làm như thế nào. Thì bây giờ chúng ta phải quản trị theo 3 tầng. Ví dụ nhân viên của chúng ta họ chỉ quan tâm đó là gì, trưa nay ăn gì, tối nay có tăng ca không. Nếu mà chúng ta mang một mục tiêu ngày hôm nay học đây về và là mục tiêu tháng này chúng ta 200 triệu 300 triệu, họ sẽ không tin đâu, bởi vì họ sẽ không được biết những cái kiến thức chúng ta đang học. Họ chỉ quan tâm rằng tháng này chị có đảm bảo lương của em được 8 triệu hay không, chứ họ không có quan tâm đến vấn đề mục tiêu của mình đâu. Nên là mọi người bị sai cái vai trò, nên dẫn tới là mọi người quản trị spa một cách rất là không chuyên nghiệp. Ví dụ như tầng nghĩ ở đây á, thì nhiệm vụ của người này đó là nghĩ và ra quyết định đấy. Còn người nói đấy chỉ diện chuyển đổi translate ngôn ngữ của người nghĩ chuyển xuống cái người làm. Ví dụ chị bảo là, ví dụ như Cầm bảo là thực sự là các em làm chậm lắm, anh không thích cái điều đó. Nếu mà mình nói thẳng cái từ nghĩ xuống tầng 3 này thì nhân viên nó sẽ bị tổn thương và nó sẽ bỏ việc. Thì mình nói cho cái thằng nói này thì thằng nói nó em hiểu rồi. Thì bắt đầu thằng nói nó mới dùng ngôn ngữ về giao tiếp thì nó sẽ nói lại cho mình. Nên là bắt buộc trong spa, nếu mà mình đảm nhiệm 2 vị trí này thì bắt buộc là mình phải ở spa liên tục. Còn nếu mà mình không ở spa liên tục thì tầng nói chị nên thay thế một người khác có khả năng nói thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu không thì sẽ không bao giờ spa chúng ta có tiền đâu. Tại vì hiện tại những cái gì chị nghĩ là nhân viên bồ đồ, đó là chị nghĩ là nhân viên bồ đồ. Nhưng tầng nói nó không đang nghĩ là nhân viên bồ đồ, nó chỉ nghĩ là nhân viên làm tốt, ví dụ như thế. Thì làm sao hai người nó cũng cùng mục tiêu đâu, một người làm tốt một người pro, ví dụ như vậy. Còn tầng này thì nó chỉ biết là tại sao bắt em học nhiều như thế không trả tiền tăng ca à đấy. Thì ba ngôn ngữ nó khác nhau thì làm sao mà quản trị được một cái spa, đúng không ạ? Thì đó là cách em chia sẻ đơn giản nhất.